Cầu Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 9 tháng 1 ạ. Bên em cũng có một số cây cần gửi đến mọi người, gồm có chất liệu là fit và carbon, có cần tay, cần máy thì có cần ISO, sub. Có vài cái căn vợt nha mọi người. Cần 3 khúc. Và shop em là bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 077 8873 789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra trước khi thanh toán và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Mọi người mua hàng thì nhắn giùm em mã hàng kèm theo cái số video và ngày video nha. Đầu tiên em giới thiệu đến mọi người là một cây cần tay. Cần này thì nó cũng còn cái bao luôn nha mọi người. Cây cần của Shimano nha. Cây Shimano. Cái này là mã hàng số 1. Có bị trầy xước sơ thôi nha mọi người. Đây, có bị trầy ở đây. Ayu SXH 2.5. Có hai chế độ là 85-90, cốt nô 312-80 nha mọi người. Đây. Ở đây thì nó dính keo thôi. Cây này còn có nó nút zin luôn ạ. Bu là bu xoay 360 độ. Đọt 1.4 ly. Cây này cũng rất là nhẹ nha mọi người. Cây này có 280g thôi. Đó, một cây cần rất là nhẹ luôn. Thường mấy cây cần này thì nó nặng 300-400, mà riêng những cái cây cần dài 9-10m thì nó cũng nặng. Cây này thì nó có quá nhẹ luôn. 280g. Ở trong thì phôi nó cũng đẹp nha mọi người. Phôi còn đẹp ạ. À. Cần thì nó còn nguyên cái độ dài luôn. Không bị hao hụt gì hết nha mọi người. Zoom hai chế độ luôn. Gốc này là 26 ly. Gốc 26 ly. Đọt 1.4 ly. Thu gọn là 1.4 m. Cái này thu gọn là 1.4 m. Rồi mã số 1. Giá là 1.850.000. Phi ship nha mọi người. Rồi. Mã số 2 là một cây cần nội địa Nhật ha. Cây cần Nhật Japan Carbon SH. Chiều dài của cần là 7.2 m. 92% là carbon, còn lại 8% là các hợp chất khác nha mọi người. Cái này thì nó còn nguyên có hộp luôn ha. Tay cầm của nó là bằng nhựa như thế này. Cần còn phôi còn rất là đẹp. Cái này thì đọt nó nhỏ thôi mọi người. Đọt có 0.85 ly thôi. Cái này đọt dịu ha. Độ cứng nó thấp. Phôi thì quá đẹp rồi. Cặp vân vân rất đẹp. Cái này nó nặng 420g, dài là 7.2 m, nặng 420. Cây số 2 này giá 900. Cây số 3 là một cây Gamma, còn cái bao riêng luôn nha mọi người. Bao Gamma luôn. Gamma Kasu. Cây này chiều dài của nó là 9 m, độ cứng trung bình thôi nha mọi người. 9 m, còn đủ 9 m. Westu. Nó bị mất cái nút rồi, em sẽ tìm cái nút khác bỏ vào cho mình nha. Cái này là bu xoay 360 độ nè mọi người. Đọt là 1.6 ly, dài 9 m, nặng là 280g. Cái này cũng quá nhẹ nha mọi người, nặng có 280g thôi. Gốc nó là 25.5 ly, thu gọn là 126cm nha mọi người. Cần này cũng còn đủ đồ dài. Cần còn đẹp nha mọi người. Rất nhẹ luôn ha. Số 3 1.650.000.
Số 4 là một cây cán vợt chất liệu carbon nha mọi người. Từ số 1 cho tới số 11 là chất liệu là carbon. Từ số 12 tới 22 là chất liệu phíp. Cái này là cây cán vợt có cái tay mang luôn nha mọi người. Của hãng Nest Carbon Fishing. Không biết cái hãng gì đây. Technogear đây mọi người. Dài là 5m4. Ở đây nó bị tróc một xíu ạ. Ren này là ren 12 ly. 12 ly. Cái rọt này đo là 13,5 ly ạ. Có 4 lóng, 5 lóng, 5 lóng. Chiều dài là 5m4. Nặng là 580 g. Số 4 giá 450. Free ship nha mọi người. Số 5 là một cây súp 4m2 SX. Thân nhỏ gọn, bát Fuji FS7. Khoan Fuji. Ngọn 2,5 ly. Nặng 390 g. Cây này độ cứng khoảng 25. Khoan bát Fuji. Con cái mình gặp rất là gọn gàng luôn nha mọi người. Số 5 dài 4m2, giá 550 ạ. Số 6 là một cây Seamass. Cây này là dạng trợ máy. Trợ máy. Có hai chế độ nha mọi người. Cây này bát Fuji FS6 nè. Chế độ 5m và 4m5. Nó zoom ở đây, 5m và 4m5. Khoan này là khoan Fuji. Đọt là 0.7 ly, nặng 180 g. Khoan là lặng dạng khoan inox như thế này nha mọi người. Dạng trợ máy ha. Ngay cái chỗ này thì nó bị tưa một xíu nha mọi người. Đây nó bị tưa ngay cái đầu đây chút thôi. Gom hai chế độ. Chế độ thứ hai thì mình rút cái này lên là 5m, còn lại là 4m5. Nặng là 180 g. Cái này cũng tương đối nhẹ nha. Hãng Hyper. Số 6 500 Hyper Seamass ạ. Số 7 ạ. Số 7 này là một cây trợ máy. Cái này chế từ cần tay nha mọi người. Bát là bát Fuji FS5 nè. Carbon vân. Khoan này là khoan Fuji đá sứ. Đọt này là bu, này là dạng bu lớn, bu ISO nè. Ngọn này tới 2 ly, dài là 4m9 nha mọi người. Đo thực tế là 4m9 ạ. Đây, dạng như chế cần trợ máy nè. Nặng là 170 g ạ. Cây này số 7 giá 450. Số 8 ạ. Số 8 là một cây Sensi Tree Strip ISO trợ máy. Dài bà là 5m4. Cây này còn 5m3. Đọt số 2 mới in Korea. Có trầy xước nhẹ nha mọi người. Khoan này là khoan Fuji ạ. Đọt 1,7 ly. Dài 5m3. 5m3 đọt 1,7 ly. Nặng là 280 g. Có bị trầy xước nhẹ. Có bị trầy xước nha mọi người. Cái này là mã số 8 ạ. Số 8 giá 480. Mã số 9 cũng là một cái ISO Ryobi Max In Made in Korea, bát Fuji FS6. Đọt số 2 dài 4m5. Tem vàng xuất Nhật. Khoan Fuji. Đọt 1,4 ly, nặng 160 g. Cây này phôi cần còn đẹp.
4,5 m. Số 9 rồi, cái này giá 490. Số 10 là một cây trợ máy của hãng Gonfalon, dài là 5,4 m, đọt số 2 Bass Fuji FS6. Khoan này là khoan Fuji, đọt 1,4 l, nặng 240 g. Có bị trầy xước nhẹ. Số 10 nha mọi người, giá 530, chất liệu carbon. Số 11 là một cây 3 khúc. 3 khúc chất liệu carbon. Cây này là dài 3,3 m, độ cứng 20. Của hãng Mija Inox, của Make in Nhật Bản nha mọi người. Fighting Power. Khoan này là khoan Fuji 6. Ngay cái phần chân này thì nó hơi bị dợp màu theo thời gian. Phôi thì còn ok, phôi là phôi carbon trơn, bu là bu chống sắn, bu là bu xít chống sắn, khoan Fuji xít, đọt 2,8 l, nặng 410 g. Cây số 11, cây này để cho mọi người 510.000 free ship nha mọi người. Cái này nó có đối trọng nè, cần nó có đối trọng ha. Số 11 510.000. Tiếp theo là số 12. 12 là một cặp nha mọi người. Cặp này là cặp FIP ạ. Gồm một cây đai hoa, dài là 5,6 feet, là 1m68, độ cứng L. Attacker nè mọi người, 2 khúc, lưu là từ 4 cho tới 14 g. Made in Taiwan. Cái này là sản xuất tại Đài Loan. Thiết kế và sản cái này là thiết kế và xây dựng là bởi đây qua nhà máy ở Mỹ nha mọi người. Có nhà máy ở Mỹ nữa ha. Đây qua này thì nó có nhiều nước ha, có mã nhiều nước. Cái này thì nó có bị trầy nha mọi người. Khoen này là dạng khoen dash, khoen là khoen không có lòng sứ. Cái lòng này là lòng kim loại nè, sứ nó ở trong chính giữa nè mọi người. Bát là bát nhựa, đọt 2 l, nặng 80 g. Và cây này 1,8 m, cây này giống có pha carbon mọi người, hàm lượng thì em không rõ ha. Linsker, bát là bát vặn nè mọi người. Khoan này là khoan đá sứ ạ. Cây này thì đọt của nó là 2,2 l, nặng 120 g và 1,8 m. Hai cây này thì mình dùng cho mấy đứng hết nha mọi người. Rồi một cặp này là số 12, giá 250 nha mọi người, free ship luôn. Số 12. Tiếp theo là số 13, là một cây cần NFT. NFT dài 2,1 m, độ cứng 10-20. Polyester. Phíp đỏ nha mọi người, khoen Fuji, bát Fuji. Cây cần rất là đẹp, tháp đọt. Cần này độ cứng thì 10-20 thôi. Tay cầm là bằng gỗ ha, thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Đọt 1,2 l, nặng 220 g, dài 2,1 m, số 13. Rồi cái này để cho mọi người là 300. Số 14 là một cây cần một cây cán vợt. Cán vợt này dài là 3 m. 3 m nha mọi người. Đây, cán vợt. Ren này là ren 12 l. Đọt này đo được là 13 l ạ. Có 4 lóng. Nặng là 560 g, dài 3 m. Rồi số 14 ạ, cái cây cán vợt này là giá là 250. Số 15 là một cây cán vợt 3,1 m. Ren 12 l. Đọt. Đọt ở đây là 16 l ạ.
Có 4 lóng luôn ạ. Nặng là 440g. Cây số 15, cán vợt 3m1, 230. Số 16 là một cây cán vợt 3m7. Vân giả trúc. Rang này là rang 12 ly. Cái đọt này em đo được là 18 ly, nặng 580g. Số 16 giá 260. Số 17, một cây cần tay của hãng Promarin. Dài 3m6. Đọt 0.9 ly. 0.9. Thôi còn đẹp nha mọi người. Nặng 140g. À, cái này nặng 140g. Độ cứng thì có bị võng ở đầu, cứng tầm 2,5 hạt. Gốc thu gọn là 54,5 cm. Dài là 3m6. Số 17 ạ. Giá là 240. Số 18 là một cây giống số 17 luôn, y chang luôn mọi người. Thông số thì cũng là 3m6 nè. Đọt cũng là 0.9, nặng cũng 140g. Và thu gọn cũng 54,5. Nói chung là hai cây giống nhau, đẹp cũng ngang nhau, giống nhau y chang luôn nha mọi người. Đây, cây này là cây số 18 đây. Rồi, cây này cũng giá 240. Cây số 19 là một cây lóng dài, cần tay lóng dài của Olympic, chiều dài là 6m. Gốc cần này gốc là 33,5 ly. Thu gọn là 1m32. 1m32. Cái này ngọn nó là 2 ly 1. Nặng 540g. Số 19, cái này giá 290 ạ. Số 20 là một cây Daiwa 6m3. Độ cứng H Daiwa. Phôi cần cũng còn đẹp, hoàng nội địa Nhật. Ở đây nó có bị trầy một tí thôi ạ. Còn cái nút zin của nó luôn. Dài 6m3, đọt 2 ly. Đọt 2 ly. Trầy xước rất là ít. Phôi phíp đỏ. Đây qua phíp đỏ nha mọi người. Nặng là 600g. Gốc 37,5 ly. Thu gọn là 121 cm. Số 20. Giá là 320. Phôi phíp đỏ nha mọi người. Dẻo dai ha. Bền luôn. Đó. Phôi. Phôi trong. Cây này là mã số 20. 20 này giá 320.000. Em bao ship cho mình luôn, cho mọi người luôn. Số 21 là một cây NFT, cũng là phíp đỏ luôn. Chiều dài là 3m9. Phíp đỏ nha mọi người. 3m9. Đọt 0.9 ly. Nặng là 140g. Hàng giả trúc. Đọt đây nè, đọt tháp ạ. Tháp đọt luôn. Nặng là 140g. Số 21 giá 230. Em bao ship luôn nha. Số 22 là một cây giả trúc của Olympic. Chiều dài của cần này là 5m4. Tay cầm là quấn nhợ. Hàng nội địa Nhật 5m4. Đọt là 0.8 ly. 0.8 ly, cần ra rất là võng. Cây này thì võng và độ cứng chắc tầm 2 hạt thôi. Nó tháp đọt luôn. Cây cần này nó dài thì nó sẽ võng nhiều hơn nha mọi người. Võng ha. Phần giả trúc còn đẹp ạ. Dài là 5m4. Cây này ngọn nó là 0.8 ly thôi.
nặng là 240g, cây số 22, rồi giá 260 free ship. Rồi mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em nha mọi người. Rồi em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người.